Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay hái xài cát bồ các bạn ơi. Xài mình còn khá là nhiều luôn các bạn ơi. Quá xài luôn, trái quằn cây trơn. Hôm nay mình hái cát bồ và mình xin cập nhật giá cát bồ cho các bạn nắm nha. Các bạn nào có trồng cát bồ thì các bạn biết mà mua bán nha các bạn. Cát bồ này nó dễ chăm sóc giống như Đài Loan nha các bạn. Phun thuốc cũng liều lượng cũng khá là nhẹ chứ không có cao các bạn ơi. Giá hiện tại thì cũng im lắm các bạn. Hôm nay là 20-21 gì tháng giêng đó mình cũng không có nhớ chính xác nữa, mình nói đại gì đi. 20-21-22 gì đó mình cũng không nhớ rõ nữa. Mình cũng không quan tâm nữa. Lo mà làm xài không quan tâm đến ngày luôn đó, các bạn biết đó, làm vườn cực lắm chứ đâu phải dung sướng gì đâu. Nay 20-21 mình làm đoạn video ngắn để cập nhật giá xài cát bồ cho các bạn nắm. Các bạn thấy các video luôn mình đăng up lên đó, các bạn thấy mình hai vợ chồng mình làm nhà không các bạn ơi, không có thuê mướn ai chứ. Bởi vì hai vợ chồng là làm nhà không, bởi vì cực quá mà hai vợ chồng lớn không nổi luôn. Vợ mình có 46 kg à. Còn mình thì được 5-6 kg các bạn ơi. Nhỏ có vỏ không? Mình làm vườn cũng khá là nhiều các bạn, vườn nhà rồi vườn mà mình mua xà lá nữa, mà chỉ có hai vợ chồng làm các bạn ơi. Kệ mình còn trẻ các bạn ơi, ráng làm sức công làm lời các bạn ơi, chứ giờ rồi chuyện gì cũng thuê mướn hết đó, thì thuê mướn thì được rồi đó, nhưng mà cái gì cũng mình cũng thuê mướn hết đó, thì tính ra chi phí mình không có còn nhiều các bạn ơi. Nên hai vợ chồng chịu khó làm nhà không à, để nó có ngợ ra chi phí để nuôi gia đình nuôi con các bạn ơi. Tại mình còn trẻ, mình còn sức khỏe thì mình ráng làm. Mình cũng khá là nhiều nhưng mà nó cũng có nhiều đợt các bạn ơi, chứ không phải là nó gộ một đợt. Một đợt mình hái khoảng 500-600, còn đợt 200-300, 700-800, đợt tăng mấy cũng có. Thì đúng ra là còn lọt vào cỡ tháng giêng tháng 2 là xài còn có giá nha các bạn. Còn lọt qua tháng 3 tháng 4 thì giá lúc đó là nó tệ rồi các bạn, nó không còn ngon nữa, nó không còn cao nữa. Rồi mình quay sơ cho các bạn xem thôi. Bây giờ mình gọi một chút mình vô mình lột bao ra mình làm hàng quay tiếp cho các bạn xem. Bây giờ mình làm tiếp với vợ mình để một hơi là nó ruột nó đánh mình chịu không nổi các bạn ơi. Thôi vậy nha các bạn, chút vô lột bao làm hàng rồi mình quay tiếp cho các bạn xem. Chứ đợi giờ mình đang quay nè, mình nói gì chứ nó im ghê vậy đó. Xong chuyện cái là nó cự mình các bạn ơi, khổ lắm. Làm trai làm đàn ông khổ lắm, gánh giác nặng nề. Rồi các bạn ơi, bắt đầu làm hàng xài cát bồ nha các bạn. Đây mình cũng bán cát bồ cho anh lái này mua xài cát luôn các bạn ơi. Chắc bộ này được 200-300 kg gì ạ. Ngày này mình cũng bán xô luôn nha các bạn, xô da luôn, xô hàng luôn. Mấy mà anh chắc vô gỗ là lấy hết luôn các bạn ơi.
mình làm video này báo giá cho các bạn nha. Nếu có bạn nào có làm xài các bồ này, nắm giá biết bán. Các bạn xem lâu lâu chút nha, cho cái ảnh coi chắc hàng ra sao nha. Như vậy mà anh cũng lấy mình nè, show da nha các bạn. Xài thì có xấu có đẹp các bạn ơi, chứ bồ này anh lấy show giá nhiều anh? 12 ngàn. 12 ngàn hả? Ừ. 12 ngàn show nha các bạn. Mà số lượng đẹp mình nhiều thì xấu ít thì đã đạt rồi các bạn ơi, chứ không có 100 hết 100% nha. Mình cũng khá là đẹp, anh chắc được 2 gỗ à. 2 gỗ này cũng gần 100 kg rồi, còn đó nữa anh chắc 200-300 à. Trời, mình nó nhiều đợt lắm, đợt 200-300. Gà nha. Mình nhắc lại nha các bạn, là các bộ này là lấy xô nha các bạn, cho hàng xô da luôn, giá 12k. Thì các bạn thấy không? Cái gọn gọn xuông, yêu cầu xuông hàng là anh lấy cho mình. Có nhiều bạn chứ không biết xài các bồ, nhiều bạn comment hỏi mình xài các bồ là xài gì chưa biết nữa, hồi nào giờ không nghe. Bữa nay cận cảnh cho các bạn xem nha. Hết luôn ha, hết luôn, còn hết gì không, còn hết gì chừng nào không ăn nữa, hái nữa, mới hái nữa nha, mới hái nữa làm gì vậy? Dài bữa tôi điện hái cái gì vậy? Này bà là nó hái rồi. Ngành đây nè, anh cũng lấy luôn. Hứa bà có hái là hái đã luôn. Có nói khơi đồ. Nó chơi đi cho nó hái điện nha. Ừ. Nó qua nó hái cho điện cho. Hàng nào anh ăn dẫn điện mình hái. Chích chiếc kìa đâu mà sợ. Chích thì nó, chúng ta bá nó. Dính thì số ít thôi chứ đâu có nhiều. Nhiều ghê. Nói thiệt, cái lứa già này bé này bé cũng ấy mà thiệt. Nếu rồi, mà các bạn ơi, vô mua là cho các bạn xem sơ cái giai đoạn lấy hàng sơ cấp. Rồi mình xin nhắc lại nha, cái bồ này lấy xô hàng xô da các bạn ơi, giá 12k nha. 2 ngàn cũng 10 ngàn nữa. Rồi, xin chào các bạn, thấy thông tin mình hữu ích thì đừng tiếc like, chia sẻ và đăng ký. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Ở gì vậy con, 2 ngày.